Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và tiếp tục thì ở video ngày hôm nay em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình, đó là các kiện hàng si tuyển của Nhật Thụy Sĩ. Đây sẽ đều là mẫu hàng chính hãng và em có đầu riêng ở trên các trang Nhật. Thế cho nên sẽ có những phiên bản còn rất là mới, chưa qua sử dụng, có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video. Mọi người yêu thích ở mặt sản phẩm nào thì mọi người liên hệ đặt hàng theo số hotline của em, đó là số 0858585 từ quý 2, hoặc là có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Và không để mọi người đợi lâu nữa thì em sẽ lên luôn cho cả nhà mình với phiên bản đầu tiên. Cái phiên bản đầu tiên thì em muốn gửi đến cho cả nhà mình ý, đó là một cái phiên bản của Technot nhé. Dạ vâng. Vì là với cái bản Technot này là một cái mẫu đồng hồ, em phải nói thật sự là nó cực kỳ đẹp và rất là độc luôn. Thường ý thì mọi người biết là như cũng ở cái lô hàng cũng khá lâu rồi em có về một cái mẫu này, nhưng mà cái màu đấy là màu vàng gold. Đấy, và cho đến tận bây giờ thì bắt đầu em mới thấy lại nó có một cái mẫu này của nó sẽ là màu vàng hồng. Đấy, nhưng mà nó không phải là màu vàng hồng đậm hẳn đâu. Màu vàng này nó đẹp lắm. Nó là cái màu giữa của cái màu vàng hồng và giữa của cái màu vàng gold. Và cũng không biết gọi tên như thế nào, nhưng mà màu của nó đẹp. Đây là một cái mẫu mà em sẽ có đối về cho cả nhà mình, là mới nguyên zin, chưa qua sử dụng, full hộp giấy tờ sổ thẻ của nó sẽ có đầy đủ ở phía bên trong. Đây mọi người có thể quan sát này. Mặt đồng hồ đẹp không ạ? Tức là đầu tiên là mình nhìn cái form của nó ấy, đã rất là đẹp rồi. Tức là cái form này là mọi người có thể là đeo lên tay, nó ôm tay nhé, nó không bị kén ra tay một chút nào đâu. Em đo size mặt trước nhé, sau đó em sẽ giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình. Với size mặt ở bàn này là size 38.2. Càng ấy thì nếu mà đo như thế này thì nó sẽ là 44.5. Còn nếu mà mình đo theo kiểu dạng như là càng mình lúc mà mình ôm xuống thì nó sẽ là 50.4. Đấy, đây em sẽ ướm thử trước lên tay cho cả nhà cùng xem nhá, để mọi người thấy rõ được cái form này, đeo lên tay này. Thấy chưa? Rất là đẹp, rất là ôm tay. Kể cả như tay của em ấy là em cũng có thể là đeo được phiên bản này, tức là tầm cổ tay 16 năm như tay em là đeo được rồi. Đây, Technot này. Đây nó sẽ ghi đó chính là stainless steel thép không gỉ nhá, 3 kim này, một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Và mọi người có thể thấy là bên trong ý, mặt đồng hồ của nó nhá, nó sẽ làm hai cái vòng, tức là nó có hai lòng mặt. Nó có một cái lòng mặt bên ngoài này, nó thể hiện cho cái phần đó là cái phần cọc số ấy, thì nó làm theo kiểu dạng vòng tròn đồng tâm. Đấy, cái em nghiêng này chắc là mọi người có thể nhìn thấy rõ đúng không ạ? Cái này mọi người nhìn ngoài nó còn đẹp hơn cơ. Sau đó là lòng mặt thứ hai ở bên trong này này, lòng mặt thứ hai bên trong này thì nó sẽ là cái đường vân mà nó sẽ trải vân nhá. Đấy, mọi người thấy là cái góc cạnh của nó đẹp không ạ? Bởi vì cái này thì cái góc cạnh của nó không phải là do cái nền mặt của nó đâu, mà do đó là cái phần kính này. Đấy, do phần kính, còn thực tế ra thì bên trong của nó trải vân như này này. Đấy, nó trải vân, nó trải tia như thế này. Còn khi mà có ánh sáng nó chiếu vào này. Đấy, đúng không ạ? Nó chiếu vào cái phần kính này thì bắt đầu kính của nó sẽ phản chiếu xuống phía dưới á. Thì nhìn cho nó sẽ rất là đẹp nhá. Đây. Cái này nó sẽ hơi khó nhìn, mọi người nhìn ngoài nó sẽ đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ mọi người nhìn vào cái phần kính giúp em nhé. Phần kính này. Kính này thì nó sẽ có các cái phần góc cạnh. Tức là một cái phiên bản gọi là kiểu dạng như là gần như là cái kính nó có các cái hình chao nón ấy. Đấy, các giống như các cái lát cắt kim cương. Và nó có ở đây là một kiểu dạng như là một cái hình đa giác luôn ấy. Nên là khi mà ánh sáng chiếu vào nhé, nó tạo thành các cái cung vòng tròn này. Đó. Và ở cái mẫu này thì cái phần chóp nón này này nó không bị nhô quá cao đâu, tức là nó nhô vừa phải như thế này, và các góc cạnh của nó này bên trong giống như là các lát cắt kim cương. Đây là toàn bộ phần viền này, vỏ này, dây chốt khóa thì đều được làm bằng chất thép không gỉ 316 hết nhá. Đây nó sẽ làm phay xước toàn bộ luôn, phay xước theo kiểu dạng vòng tròn này này. Đấy, các cái mắt này, dây này, chốt khóa này, nguyên zin. Đây mã số hiệu của nó sẽ là T9687. Đấy thì mọi người sẽ thấy ở đằng sau đấy này, T9687 nó sẽ trùng. Đấy chưa? Và em sẽ cho cả nhà mình xem đây. Tag mark của nó đây ạ, đang là 38.500 yên, tức là nó sẽ tương đương với khoảng 6 cho đến 7 triệu. Đây, dây thép nhá, đẹp nhá, mỏng này. Mẫu này thì đeo lên tay đẹp và màu của nó không kén ra tay chút nào đâu. Và đây là một cái mẫu đồng hồ mà em phải nói thật sự là nó cực kỳ đẹp và rất là sang tay dành cho các anh nam. Ở bàn này thì em cũng đang để cho cả nhà mình, đó là 2.250.000. 2.250.000 và mẫu này sẽ ở mã hàng đầu tiên. Phiên bản này sẽ ở mã 690. Đó, 2250 mã 690. Bàn này đẹp lắm ý, bởi vì cái form của nó ý, form của nó đẹp và nó lạ. Và cũng là cái mẫu mà lần đầu tiên mà em, tức là không phải là mẫu đầu tiên, mà mẫu đầu tiên là hôm trước là nó về màu vàng gold cơ. Còn hôm nay là em có đố được về là màu vàng hồng. Vâng, không phải lúc nào nó có cái phiên bản này đâu ạ. Nó rất là đẹp. Tiếp theo sang ở mã thứ hai, đó là mã 691 nhá. 691 thì em lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu mẫu nào rồi nhỉ, mẫu đây, thêm lên một cái mẫu cơ này đi. Mẫu cơ này, ở cái bản cơ này thì của Aurobianco. Đấy, đây là một thương hiệu của Ý, thì các anh chị cũng đều biết là về cái thương hiệu này rồi.
Ở mẫu này thì em có vẻ là bản dây thép nhá. Đó, đây này, hộp của nó như này. Cái này thì thực sự cả nhà mình là kiểu dạng như là cái hộp này. Thì đây là hộp chính hãng của Aurobianco, nhưng mà cái hộp này kiểu hộp da đấy, nó cũng lâu rồi ý. Thì cho nên là các lớp da này nó cũng hơi bị bong, nhìn trông nó sẽ hơi cũ một chút xíu thôi. Đấy, nhưng mà cái này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến đúng không ạ? Và mọi người cùng xem nhá, ở phía bên trong này nó sẽ có một cái ví con ý. Đấy, bên trong cái ví này thì nó sẽ có giấy tờ, số thẻ của nó sẽ có đầy đủ. Đấy chưa? Đấy, giấy tờ, số thẻ đầy đủ, nó sẽ nằm ở phần nắp này nhá. Và bây giờ thì mình xem đến nó chính là về cái phần đồng hồ này. Đấy, ở bên trong này nó cũng sẽ có tag mác của nó sẽ có đầy đủ này, có một cái gói hút ẩm của nó đi kèm. Ở mẫu này thì rất là mới. Đấy, nó bị bong mất một ít cái gì đấy ạ. Đây mọi người nhìn nha. Để em lau qua một chút xíu này. Vì là nó dính cái bụi bụi của cái da ấy, cái da nó hơi bong ra ấy. Đây mọi người thấy không? Rất là mới, rất là đẹp. Đây là một cái mẫu cơ tự động và nó cũng sẽ có cả hỗ trợ có tay đi kèm nhá. Em lên thử có tay để cho mọi người cùng có thể quan sát là cái chức năng có tay của nó vẫn đang hoạt động trơn tru. Đấy, logo biểu tượng của Aurobianco sẽ được nằm ở phía bên trong này này. Đấy, thì nó sẽ tùy từng phiên bản. Ví dụ như có những cái phiên bản thì nó sẽ nằm ở vị trí này, có những phiên bản nó nằm ở vị trí góc trên này, nhưng nó sẽ được khắc cái logo của Aurobianco phía bên trong luôn. Nó có hình biểu tượng đặc trưng của Aurobianco này. Cọc số thì nó sẽ là cọc số la mã này kết hợp với cả cọc vạch này. Kèm theo đó thì nó sẽ có kim giờ và kim phút thì sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nhé. Đấy, và đây là một cái mẫu làm theo phong cách skeleton, tức là nó cũng sẽ có lộ cơ, tức là hơi lộ cơ một chút xíu này, đúng không ạ? Sau chỗ này nó sẽ kín này. Đấy, còn ở các cái phần bên trong này này, nó sẽ là các kiểu dạng như là các đường vạch sóng ấy. Cái này mọi người phải nhìn ngoài cơ thì nó sẽ rõ hơn. Vì em hôm nay quay nó cũng không nó hơi không bắt sáng được ấy. Đây mọi người không ạ? Đấy, đây các chị nhìn như này là rõ này. Đó, mặt kính này chưa hề một vết xước xát gì nhá, từ phần viền này, vỏ này, cạnh này có logo biểu tượng của Aurobianco này. Sau đó là dây này. Đấy, vừa phay xước vừa sáng bóng này, nó sẽ kết hợp với nhau. Đây là núm này, chốt khóa này. Đấy, mặt trước này, mặt sau. Tất nhiên là với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ mới còn cao lắm. Tức là người ta cũng chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi. Đấy nhá, đây này nó ghi đó là Made in Japan. Tức là tất cả các chi tiết, tất cả các linh kiện sẽ đều được sản xuất và được lắp ráp ở tại Nhật luôn. Đó, đây là thương hiệu được thành lập vào năm 1996. Và độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM, All Stainless Steel, đúng không ạ? Sử dụng ở đây đó là bộ máy 21 chân kính. Với cái bộ máy 21 chân kính này thì sẽ có tần số dao động là 21.600 VPH. Và chắc chắn một điều là khi mọi người đeo lên tay với các cái mẫu mà có cái độ chân kính là 21 chân kính ấy, thì thời gian tích cót của nó sẽ tối đa lên đến tối đa đó là 38 tiếng. Đấy, đây là bộ máy cực kỳ đẹp. Có bên trong của sẽ triển logo biểu tượng của Aurobianco luôn. Mã check của nó sẽ là OR0011A. Mọi người cứ check theo mã đó là ra. Đấy, một cái bản nội địa luôn nhá. Tức là một cái bản mà được lắp ráp sản xuất tất cả chi tiết linh kiện ở đều ở tại Nhật hết. Mà nó đẹp lắm. Khá là mới để có một cái phiên bản của Aurobianco mà nó mới như thế này, khá là hiếm. Với mẫu này thì sẽ có size mà là size 41.5 và càng của nó sẽ là 52.3. Đây là mẫu cơ. Đấy, màu mặt đen thép nhá, dây thép nhá. Đẹp chưa? Đấy, rất là mới. Ở mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 3.500.000 ấy. Dạ vâng, 3.500.000 nhá. Bản này sẽ ở mã thứ hai, đó là mã 691, 3.500.000 mã 691. Full hộp. Thôi, em lại làm bong mất cái này rồi. Đấy, phá hoại. Cái này thì em sẽ lắp lại cho cả nhà mình nhé. Sẽ dán lại cho cả nhà mình, sau đó mới gửi hàng. Đó, hoặc nếu không thì em sẽ gửi bằng một cái hộp của bên nhà em cũng được. Hộp đỏ bên nhà em. Đấy là ở mã 691. Tiếp theo sang ở mã 692 nhé. 692 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là ở phiên bản của gì đây? Của Seiko. Đây là phiên bản của Seiko. Bởi vì đây là một cái mẫu Seiko mà cũng phải lâu lắm rồi ý, em mới có về lại được. Đây là một cái đợt trước là nó về là về màu trắng cơ, đúng không ạ? Và tức là màu trắng là dây thép trắng hết ý ạ. Còn bây giờ thì em có về cho cả nhà mình ở mẫu này là mới nguyên zin nhá. Mẫu này thì nó còn cả một cái nắp hộp của nó nữa cơ. Thì em không để lên xe này nữa. Thì khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ gửi đầy đủ các cái phụ kiện của nó đi kèm. Tức là nó có một cái nắp hộp của nó ở phía bên trên. Nó còn có cả một cái cửa sổ phía bên ngoài nữa cơ. Đấy, đây là hộp của Seiko này.
Cái này mọi người có thể là mang đi tặng cũng được nhá, bởi vì là bản này mới nguyên zin. Đấy. Với cái bản của Seiko này thì đây là một cái mẫu của dòng sờ mặt kính thích cực luôn ý. Đây là phiên bản mà chạy trên National của Grab nhá, trên 5 bấm giờ thể thao, full 6 kim. Đấy chưa? Đây là kim mà tính 1/10 của giây. Khi nào nó chạy hết được 1 giây thì bắt đầu kim giây này nó sẽ nhích một khắc này. Đấy, và thời gian đo tốc độ tối đa của nó sẽ là 60 phút. Đấy, mọi người có thể thấy quan sát này, mặt đồng hồ bên trong này rất là đẹp nhá. Đây, mặt màu trắng này, mặt chia ra làm hai lòng nhé. Nó có một cái lòng nó thấp hơn xuống một chút xíu này, và nó có các cái chỉ số ở phía bên trong. Đây, bộ kim này. Đấy, kim vàng nhá, thanh mảnh và rất là đẹp. Nó có một lịch ở vị trí góc 3 giờ. Và toàn bộ phần viền này, vỏ này, dây chốt khóa thì đều được làm bằng chất thép 316 hết. Và ở đây thì cái chi tiết niềng ở trên này này thì nó vẫn là thép trắng đúng không ạ, nhưng mà về khi về phần phía dưới này, về dây này thì nó sẽ có cả mix thêm cả cái đờ mi, đó là mix thêm cả màu vàng nữa. Đấy, núm này, đấy cũng sẽ là màu vàng này, dây nhá, chốt khóa này nguyên zin. Đây là mặt trước và đây mặt sau, cái này là dính keo đấy. Đây, cái này dính keo, cái này cạy đi là sạch rồi. Dạ vâng, cái này thì em sẽ lau lại cho cả nhà mình nhá. Đây, Moment Japan này. Đấy, mã số hiệu sản phẩm này, thì các anh chị có thể check. Đây mọi người, nó có cái tag của nó luôn này, mọi người cứ check theo cái tag này. Đó, mọi người cứ check là Seiko nhá. SKS541P1 là nó sẽ ra. Đấy, và ở đây nó sẽ sử dụng, ở đây là bộ máy CAN4T57 đấy ạ. Đấy là nó ghi luôn số hiệu máy của nó luôn. Đây là mẫu pin full 6 kim. Em check luôn cho cả nhà mình nhá. Nếu mà mọi người có cần thêm thông tin ở mẫu này thì các anh chị có thể để là nhắn cho em. Và trong Zalo ấy thì em sẽ check cho cả nhà mình, em sẽ gửi chi tiết cho. Đối với mẫu này thì đúng mất rồi. Đây. Mọi người check thì đây mọi người cứ check theo cái tag này nhá. Đấy, SKS này. SKS541P1 đúng không ạ? Đồng hồ nam, dây kim loại nha. Đây, và giá hãng hiện tại đang là hơn 5 triệu 1. Đấy, thấy chưa? 5 triệu 1. Hết hàng, không có cả hàng luôn ấy mọi người này. Đấy ạ. Đó. Đấy là một cái phiên bản của Seiko. Ở mẫu này thì em sẽ đo size mặt cho cả nhà mình này. Size mặt của mẫu này sẽ là size 42.8 nhé. Và càng của nó sẽ là 48. Mẫu này thì dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nhá. Đây, cái dây của nó còn nguyên zin như thế này. Cái này mọi người có thể là mang đi tặng hoặc để đeo. Đấy, như cổ tay của em ấy cũng rất là ôm tay. Nhưng mà nói chung là để đẹp hơn ấy thì các anh nam thì rơi vào tầm cổ tay 17 hoặc 17 năm thì nó sẽ là đẹp nhất. Cái này mọi người cứ nhận hàng, cứ kiểm tra, sau đó là mình sẽ thanh toán. À đây này, nó còn có một cái hay như thế này nhá. Mặt màu trắng này này, nhưng mà ở ba cái mặt đồng hồ bên trong này này, đấy, nó sẽ hơi màu vàng vàng một chút xíu ạ. Để cho nó theo kiểu dạng như là giống theo kiểu cái tông xoẹt tông ấy. Đấy, đúng theo kiểu dạng mix hai màu luôn. Đấy, một cái thiết kế phải nói rất là tinh tế, khi mà nhìn kỹ ở đây mọi người mới thấy rõ này. Vòng tròn đồng tâm này. Đó, ở bàn này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2,4 triệu nhá. Mới nguyên zin full hộp, hàng chuẩn chính hãng của Seiko. Đấy, tất cả bên em thì chuyên về đều là các mẫu hàng chuẩn chính hãng hết. Thì có những cái mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi, và có những cái mẫu thì chưa qua sử dụng. Đấy thì em cũng có giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình đúng không? Ở trong từng phiên bản. À đây, nó lắp như thế này. Đấy, để khi mà mình bấm đi bấm lại là nó sẽ đỡ bị gì ạ. Đó. Và phiên bản này sẽ ở mã 692. Tiếp theo sang ở mã 693. 693 thì em lên cho cả nhà mình một cái bản cơ đi. Đây, bản cơ. Đây. Cái mẫu cơ này cũng rất là hay này, nhưng cái mẫu cơ này dành cho anh nam tay vừa và nhỏ thôi nhá. Với cả hai nữa là mẫu này thì nói chung là độ mới thì còn rất là cao, nhưng mà cái mẫu này là cũng đã gọi là thời gian lâu rồi. Thế cho nên là cái dây ở mặt trước ấy, mọi người thấy không ạ? Nó không có hà hấn hay là bất kỳ một vấn đề gì cả. Tức là dây của nó đằng trước này rất là đẹp. Đấy, chỉ có mỗi cái là ở đằng sau này này. Thì cái dây là kiểu dạng do thời gian ấy, thì cho nên là dây của nó sẽ có những cái vết nứt như thế này rồi. Thì đối với mẫu này thì em sẽ gửi tặng kèm cho cả nhà mình thêm một bộ dây da nữa. Đấy, thì em sẽ lắp một cái bộ dây da mới cho cả nhà mình nhá. Thì sau đó thì em vẫn gửi một cái bộ dây cũ cho cả nhà mình. Tức là gửi là một bộ dây mới này, của bên em sẽ lắp vào này. Và gửi cái bộ dây mà nó từ bên Nhật về như thế này này. Đấy, để cho các chị có thể thấy. Thì đối với mẫu này nhá, thì đây là một cái phiên bản của Giorgio Rossi, đúng không ạ? Rossi. Đây là mẫu cơ tự động và nó cũng sẽ có cả hỗ trợ có tay đi kèm. Đây, để em lấy có tay cho cả nhà mình cùng xem này.
Đấy, mọi người thấy không? Kim dây này bắt đầu đang chạy nhá. Thấy chưa? Kim dây nó lại nằm ở cái vị trí, đó là vị trí từ 6 cho đến 9 giờ cơ. Kim dây hình xòe quạt này. Đó. Còn cái kim này hình như là nó chỉ lịch ngày thì phải, 31 ngày một tháng thì phải. Hình như là vậy đấy cả nhà mình ạ. Đây này. Đấy đấy, kim dây nhá, nó lại trở về này. Đấy, nó lại tách về một cái luôn đấy ạ. Đấy, xong rồi bắt đầu là nó sẽ lại chạy. À đây, nó có cái sự chuyển tiếp đây nè mọi người này. Của em thì cứ ngồi nhìn ở bên này. Đây đây đây, nó sẽ có sự chuyển tiếp nha. Kim dây ấy, kim dây này rất là hay. Nó là nó từ đây nhá, xong nó nhảy sang đây này. Đó. Đấy, mọi người thấy không ạ? Nó rất là hay nhá. Vâng, chuyện ở đây không phải là lịch ngày, mà cái kim dây này nó chạy theo kiểu dạng hai nửa. Vâng, một cái cơ chế hoạt động khá là phức tạp đấy, chứ không phải đơn giản đâu ạ. Đây này, nó có kim dây bắt đầu chạy từ số 0 này, đúng không ạ? Đến số 30 giây này, 30 giây bắt đầu nó lại chạy tiếp, nó sẽ nhảy sang ở bên này, nó bắt đầu lại chạy tiếp. Đấy, nó rất là hay là như vậy. Còn cái mặt đồng hồ phía bên trên này thì nó hình như là nó sẽ chỉnh thêm cả một cái múi giờ tiếp theo thì phải. Chắc là nó sẽ chỉnh theo cả một cái kiểu dạng như là hai múi giờ ấy ạ. Cọc số thì cọc số La Mã nhé. Mặt bên trong của nó sẽ chia ra làm hai lòng mặt, một cái màu đó là màu trắng này, với cả thiết kế đó là một cái màu đen ở phía bên dưới nền này. Mặt ở phía bên trong thì nó sẽ hơi nghiêng nghiêng một góc một chút xíu. Chi tiết niềng ấy thì nó sẽ là một chi tiết mà niềng kiểu dạng như là cái niềng đường đồng xu ấy. Đấy, như này nhìn trông rất là hay, rất là đẹp. Đây là phần núm ạ, và đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đấy, George Rossi. Mã check của nó sẽ là GR0004 ạ, all stainless steel thép không gỉ. Đấy, đây là một cái cơ chế bộ máy khá là phức tạp, bởi vì mọi người thấy là nó có cái sự liên tiếp của sự chuyển động của nó. Và đây là dây chốt khóa thì em có gửi tặng kèm, đó là một cái bộ dây mới cho cả nhà mình nhé. Với mẫu này sẽ có size 37.3 và càng của nó sẽ là 45.3. Mẫu này thiết kế mặt đẹp, đúng không ạ? Đẹp này, độc lạ. Đấy, và dành đến là cho anh nam tay nhỏ. Cái mẫu này dành cho anh nam tay vừa và nhỏ. Hơi to một chút xíu thì mọi người có thể đeo được. Đấy, mặt đẹp, mặt kính thì chưa hề có một vết xước sát gì đâu. Ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 2 triệu 6 nhé, 2 triệu 600 nghìn. Bản này sẽ ở mã 693, 2 triệu 6 mã 693. Tiếp theo sang ở mã 694 thì em lên cho cả nhà mình tiếp theo, đó là một cái bản pin. Đây là một cái mẫu pin 6 kim. Đấy, của Savatamara. Khi mà nhắc đến Savatamara, mọi người biết ngay nó là một cái thương hiệu của Ý rồi, đúng không ạ? Và đây là một cái thương hiệu mà rất là được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam mình luôn ấy. Đây, nó đang lên một tít đỉa này, em lau đi là sẽ sạch thôi. Đấy, mọi người đúng không ạ? Lau đi. Đấy nhá, chứ nó không phải là bị làm sao đâu. Cái này là cái màu tít đỉa ấy. Nhìn cái màu của nó sẽ kiểu dạng đậm hơn một chút xíu, chứ nó không phải bị pha hay bị ố màu đâu ạ. Đấy, cái này lau đi này mọi người thấy không? Đấy. Thấy chưa? Nó lại rất là sáng, rất là đẹp nhá. Cái màu của nó cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, em đã lau qua cái chỗ này đi rồi. Còn một vài các cái vết ở chỗ này nữa này thì em sẽ lau sạch sẽ trước khi gửi hàng cho cả nhà mình. Món này thì hơi tiếc đó là nó về nó không có hộp. Còn nếu mà nó mà có về mà hộp ý thì phải nói là quá là rất là xuất sắc luôn. Vì là đây là một cái mẫu đầu tiên mà em thấy là nó có một thiết kế mặt khảm đẹp. Nó có chạy 6 kim, đúng không ạ? Kim 24 giờ một ngày, kim sonograph nhá. Tức là kim chạy trước 5 bấm giờ thể thao. Thời gian đo tốc độ tối đa sẽ nằm ở vị trí góc 9 giờ. Cọc số La Mã kết hợp với cả cọc vạch. Đấy, một lịch ở vị trí góc 4 rưỡi 5 giờ. Và bên trong này, mặt khảm nhá, khảm sà cừ này. Em rất là thích khảm luôn ý. Bởi vì làm mặc dù là các anh chị biết là ví dụ như là mỗi một sản phẩm nó sản xuất ra thì vẫn tất nhiên là mỗi một bản nó sẽ có một số series riêng của nó. Thế nhưng mà ví dụ như là cái mẫu này họ sản xuất ra bao nhiêu chiếc chẳng hạn. Đấy, như mẫu này thì nó lại không giống với mẫu kia, bởi vì do là mỗi một bản nó lại có một cái ánh khảm riêng. Đấy, nó rất là hay như vậy. Chi tiết niềng ở phía bên trên này này, nó sẽ được khắc tất cả phần thông số này, núm này, mặt trước này, mặt sau này. Stainless steel, mã số check của nó sẽ là SM8005-1. Đấy, water resistant là 10 ATM. Đây là phần viền. Đây là dây. Đấy, dây nguyên zin, chốt khóa nguyên zin nhá. Dây còn rất là đẹp này. Đấy, mọi người đúng không ạ? Cái mẫu này thì chắc người ta chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi. Vì là cái dây này thì dây da thì như em cũng đã có chia sẻ rồi. Riêng dây da mà người ta mà sử dụng nhiều ấy là mình dễ nhận biết lắm. Bởi vì nó sẽ lên màu theo thời gian. Hoặc là nó sẽ có các cái nếp. Nhưng ở đây thì cái dây của nó này, cái độ cong này và cái độ mới của nó còn rất là cao. Mẫu này thì vẫn dành cho anh nam tay vừa và hơi to nhé. Size 41.7. Và càng của nó sẽ là 50.3.
Đấy, đây là phiên bản mà sẽ dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Đơn giản mà đẹp, cái này nhìn ngoài đẹp lắm. Dạ vâng, ở bàn em để cho cả nhà mình đang là 1 triệu 9 nhá, 1 triệu 900 nghìn. Mẫu này sẽ ở mã 694. Đó, tiếp theo sang ở mẫu 695. 695 thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu mẫu của Dufa. Đây, mẫu của Dufa. Đó, mọi người thấy không, mẫu Dufa. Mẫu này thì mọi người có thể là mang đi tặng cũng sẽ rất là có ý nghĩa luôn. Bởi vì là cái mẫu này em đấu về nó còn mới lắm. Nó còn có cả một cái quyển sổ này, hộp này. Đấy, đây là quyển sổ nhá, và hộp của nó này. Thấy chưa? Tức là nó có hai lớp hộp đấy, chứ nó không phải là một nguyên một lớp hộp đâu. Đó, cái hộp này thì em sẽ để lại vị trí ở trên này nhá, để lấy cái đồng hồ ra cho cả nhìn cùng xem này. Đây, gối nguyên zin nhá. Người ta còn tặng thêm cả một cái khăn ấy, cái khăn này để khăn lau mặt kính đồng hồ ấy ạ. Đấy, còn giấy tờ thì sẽ nằm ở trong cái hộp phía bên ngoài kia rồi. Đây, gối của nó cũng là gối nguyên zin. Đó, mọi người có thể quan sát này. Đây là một cái thương hiệu mà rất được ưa chuộng ở thị trường đất nước Đức. Vì là khi mà nhắc đến Đức thì mọi người luôn luôn nghĩ đến làm cái gì đó nó cảm giác nó rất là bền ấy, đúng không ạ? Rất là bền mà có cái sự chỉnh chu. Đấy. À, với phiên bản này thì nó có 3 kim, nhưng mà nó ở mẫu này là chạy kiểu dạng chạy kim rốn ấy ạ. Dạ vâng, chạy kim rốn vị trí góc 6 giờ, made in Germany nhá. Dạ vâng. Đấy, nó sẽ được sản xuất và lắp ráp tất cả các cái chi tiết ở tại Đức luôn. 12 cọc số sẽ là 12 cọc số học trò, nhưng mà nó làm rất là chi tiết tỉ mỉ đều nhau. Kim giờ, kim phút này, nó là kim nung xanh, có màu xanh này. Đấy, kim rốn này, mặt kính này. Rất là đẹp, chưa hề có một vết xước sát gì cả. Đây là từ phần viền này, vỏ này, và nó rất là mỏng. Đây là logo biểu tượng của Dufa. Thế còn dây này thì nó sẽ sử dụng đó là bộ dây lụa. Mình gọi là dây lụa đấy, nhưng mà cái dây này thì nó vẫn được làm ở cái chất liệu thép. Cái này nhìn ngoài nó sẽ sáng hơn nhá, do ở trên video này ánh sáng nó chiếu vào nó không được đẹp ấy, nên là nó sẽ hơi khó nhìn. Còn tất cả sản phẩm mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước ạ. Đây, các chị mà muốn kiểu dạng như là rút ngắn cái dây ấy, mọi người đẩy cái chốt này lên nhá, cái móng tay của em nó hơi yếu, các anh chị đẩy cái chốt này lên, đẩy cái chốt này lên, sau đó mình dịch chuyển theo đúng cái size tay của mình ấy, đến đâu thì mình sẽ lắp dây đến đó. Đấy, đây là dây này, chốt khóa này. Mặc dù là bình thường mọi người thấy là dây lụa ấy, đa số là dây lụa thì nó sẽ có một phần chốt ở đây đúng không ạ? Tức là hai cái dây nó sẽ tháo rời hẳn ra, sau đó là mình sẽ lắp vào. Đấy, nhưng ở mẫu này thì nó lại thiết kế kiểu dạng dây lụa, nhưng mà lại khóa của nó sẽ là khóa bướm này. Đó, nó rất là tiện và rất là hay, nhìn trông nó vẫn rất là sang. Và đằng sau đấy nhá, thì nó sẽ có các cái phần thông số ở đây, đó chính là mã DF9001, Made in Germany, độ chống nước là 3 ATM. Đấy, tất cả phần thông số sẽ đều được khắc. Em đo size mặt trước nhé, và đo độ mỏng trước cho cả nhà mình. Mẫu này kể cả mọi người mang đi tặng cũng được. Size 37.8. Và càng của nó sẽ là 43.9, 44. À đây, đây em đo luôn độ mỏng cho cả nhà mình luôn. Độ mỏng này là 7.4. Đấy, còn dây thì nó sẽ là dây 17.4. Đó. Như cổ tay của em nhá, là tay 16 năm. Đấy chưa ạ? Mẫu này em check luôn cho cả nhà mình xem nhá. Cái mẫu này mọi người cứ chắc là Dufa mà DF9001 này, nó đằng sau đáy này. Đấy, ở bản này bản dây lụa này này, đúng không ạ? Thì mình thì nó sẽ là 9001-12. Đấy, đây. Mọi người thấy không? Đây là trên Fado đấy. Đây là cũng là một cái trang thương mại mà người ta bán về các cái gọi là đồng hồ si tuyển đấy ạ. Cũng là kiểu dạng đồng hồ si tuyển đấy. Mọi người thấy không? Đã qua sử dụng rồi ạ. Đây, mẫu này là người ta đang bán là 21 triệu. Mọi người đúng không ạ? Giá cực kỳ cao chứ không phải rẻ. Bởi vì đây là một cái phiên bản mà thực sự là cực kỳ là xuất sắc. Nó cũng lọt vào top, đó là một trong các cái thương hiệu gọi là thương hiệu hạng sang của Đức. Đấy, đây nó sẽ có giới thiệu nhá. Đây vẫn giữ được một cái gọi là cái gì truyền thống gì đây, nói chung là dịch tiếng Anh thì em không dịch được, nhưng mà nó sẽ có các cái phần nhận xét đánh giá hay là các cái phần giới thiệu ấy ạ. Đấy, em sẽ lướt qua cho cả nhà mình xem. Thấy chưa? Giá rất là cao. Đấy là ở trên trang của Dufa. Với mẫu này thì dành cho anh nam tay vừa và nhỏ. Và bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình đó là 2.950.000, một cái phiên bản Made in Germany, phiên bản của Đức. Phiên bản này sẽ ở mã 695. Đó, mã 695, full hộp giấy tờ sổ thẻ đầy đủ nhá. Bản này thì mới lắm, nên mọi người có thể là mang đi tặng cũng được, rất là ok. Nhưng mẫu này thì dành cho anh nam tay nhỏ thôi. Đấy, anh nam tay to không đeo được ở bản này. Tiếp theo sang ở mã 696 ạ. 696 thì
Em lên một cái mẫu nữ đi. Đây, em lên một cái mẫu nữ nhá. Cái bản của nữ này này, mọi người thấy không ạ? Đây là một cái bản WZ. Đó. Cái bản của WZ, cái mẫu này thì em phải nói là thiết kế nó rất là đẹp. Như hôm trước ấy, em có lên video cho cả nhà mình ở một cái mẫu nam đấy. Và em không biết là mọi người có nhớ hay không, bản 6 kim ấy ạ. Đấy, thì cái mẫu này thì em tự nhiên hôm nay em nhìn thấy em lại thấy nó mà ghép cặp với cả cái chiếc kia thì gần như nó thành một cặp luôn đấy. Đấy, nên nếu hôm trước mà anh chị nào mọi người chốt thì chiếc kia mà có người thân của mình, ví dụ đây to to này, thì mọi người có thể chốt thêm chiếc này cũng được này. Đây nhá, dây này, đây là hộp này. Đấy. À, đúng rồi. Đấy, đây hộp này. Đấy, nó có giấy tờ của nó sẽ ở phía bên trong. Hộp rất là đẹp. Cái này mọi người có thể mang đi tặng bởi vì con này mới nguyên zin. Đây nhá, em sẽ bóc, em siêu mặt cho cả nhà mình xem này. Đó. Bản này xinh lắm ý. Và dành cho chị nào mà nữ tay vừa và hơi to. Đây là màu chi nhánh con của Selco. Mặt bên trong thì nó sẽ hơi màu xanh đen một chút xíu nhá. Nó có kim. Đây là kim chỉ địch thứ này. Ngày này. Đây là cái kim dây này. Đấy, đây là kim dây này, kim dây nhá mọi người nhá. Đây là thứ này. Đây là ngày này. Đấy, rất là hay, mặt bên trong trải vân này. Đấy, bộ kim cọc số này, bắt sáng rất là tốt, rất là đẹp nhá. Toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chất thép không gỉ 316 á. Núm của nó sẽ là núm đá xanh này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Núm đá xanh. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Thì đằng sau đáy này thì nó sẽ ghi đó chính là Moment Japan Kenchina. Thì như chị cũng đều biết là tất cả các mẫu của WZ thì nó là chi nhánh con của Selco ấy. Và nó sẽ có cái xưởng để sản xuất về các cái vỏ đấy ở bên Trung. Và cái xưởng này thì nó vẫn theo cái tiêu chuẩn công nghệ của Nhật. Đấy, vâng. Thì chẳng qua là người ta đặt ở bên Trung để coi như là bớt tiết kiệm bớt các cái chi phí đi thôi. Đấy, thì còn đây là vẫn là cái phiên bản hàng chuẩn chính hãng của WZ nhá. Đúng không ạ? Theo đúng cái tiêu chuẩn chất lượng của Selco đấy ạ. Đấy, đây là dây này, chốt khóa này, nguyên zin này. Đây. Bấm mở như này, các chị luồn dây nó cũng dễ lắm, nó tiện dây. Với mẫu này thì sẽ có size mặt là size 30.8 ạ. Size 30.8 này. Càng của nó sẽ là 37.5. Đó, càng của nó sẽ là 37.5. Mẫu này dành cho chị nào nữ tay nhỏ nhỏ thôi nhá. Tại em vẫn thuộc là nữ to đấy nên là em đeo ở bàn này nó vẫn cảm giác nó sẽ hơi nhỏ. Cái mẫu này dành cho chị nào mà có tầm cổ tay 16 trở xuống thì mọi người đeo tay nó sẽ rất là đẹp. Mẫu này thề với cả nhà mình nhìn ngoài nó đẹp lắm. Vì là nhìn khi lên tay nhìn cho nó sang cực kỳ luôn. Đó, ở bàn này là phiên bản hàng chuẩn chính hãng này, tag mark của nó sẽ có đầy đủ này, full hộp giấy tờ sổ thẻ đầy đủ. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 1.350.000. Đó, 1.350.000. Cái này mọi người có thể là mang để tặng này, để đeo này, cũng sẽ rất là ok, rất là có ý nghĩa vì bàn này em đấu mới nguyên zin luôn. Đấy là phiên bản, đấy là em đấu được giá tốt đấy, chứ còn bình thường mà đấu nguyên một ấy luôn nguyên ấy, nhiều lúc giá của nó cao lắm. Phiên bản này sẽ ở mã 696 nhá. Tiếp theo sang ở mã 697 thì em lên cho cả nhà mình mẫu nào được nhỉ? Mẫu em lên cho cả nhà mình một cái mẫu đây, em lên con 4C này đi, 4 độ C. Đó, mọi người thấy không? Nhìn cái form của nó này. Mọi người liên tưởng đến bản nào không ạ? Đó là em thì em lại liên tưởng đến cái bản đó là bản của Cartier. Đấy, đúng không ạ? Cartier đấy ạ. Thương hiệu của Cartier đấy, Cartier thương hiệu của Pháp đấy. Đấy, thì ở cái mẫu này thì tất nhiên là nó là một cái phiên bản nội địa của Nhật thôi. Nhưng mà cái form dáng của nó giống của cái dòng Balen của Cartier đấy ạ. Ở mẫu này thì nó sẽ có là hai lịch nhá, hai cửa sổ lịch, một lịch thứ và một lịch ngày ở vị trí góc 3 giờ. Cái này nó còn chưa qua sử dụng ấy, nó còn nguyên cả phần siêu này. Đấy, một người bóc phần siêu này ra xong lau qua phần viền đi ấy, thì nhìn cái chất thép của nó sẽ rất là sáng, rất là đẹp. Ở bên phía bên trong này. Đây để em lau qua cái phần viền này cho cả nhà mình cùng xem nhé. Đây phải lau kỹ một chút xíu thì nó mới hết được. Tôi đem lau qua một chút xíu thôi. Còn đâu là khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ lau kỹ hơn. Đấy, đây là phần viền này, sáng bóng này. Kim này, thì có kim đen này đúng không ạ? Sau đó kim dây của nó sẽ là kim dây vàng này. Cọc số La Mã này. Đó, hai lịch nhá. Mặt bên trong nó trải vân, trải đều đường vân luôn, núm đỏ nhá. Đấy, và đây là dây này. Mọi người đúng không ạ? Dây nhá. Đây sáng bóng này. Đây, cái này nó cũng đang lên tiết điểm nhá. Cái này thì mình cũng phải lau lau đi cơ. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đây, em lau đi một chút thôi là
nhìn cái dây của nó sáng, nó đẹp cực kỳ ấy. Vì là các cái bản mà hàng chính hãng này này thì thi thoảng nó sẽ hay lên tiết đỉa đấy ạ. Chứ còn nếu mà ở các cái bản mà kiểu dạng hàng mới bây giờ ấy, nó không lên được tiết đỉa đâu. Đấy, mọi người thấy không? Hai cái màu này sẽ khác nhau này. Chỗ này sáng hơn, chỗ này đậm hơn này. Đấy, bây giờ em lau đi này. Đấy, mọi người thấy không? Nó lại sáng này. Đấy, rất là đẹp. Đây, vì trước khi gửi là em sẽ lau lại sạch sẽ cho cả nhà mình, sau đó mới gửi. Đây nhá, núm này. Mặt trước này, mặt sau này. Thấy chưa? Stainless steel này, dây chốt khóa nguyên zin. Bản này đẹp lắm. Size mặt của em nó sẽ là size 35.7. Càng thì thôi em cứ đo ngoài này đi. Càng của nó sẽ là 48. Cái mẫu này thì kể cả như là nam đeo được, nữ đeo được. Cái này là ví dụ như chị nào mà nữ mà thích cái kiểu dạng form to ấy, size to ấy, tay to, to hẳn như tay em nhá, thì mới đeo được nhá. Còn nếu không ấy thì là mẫu này dành cho các anh nam tay nhỏ. Đấy, nam tay vừa và nhỏ. Form của Cartier đúng không ạ? Và nhìn trông nó đẹp. Đây này nó còn nguyên cả cái seal của nó luôn. Ở mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó là 1.850.000. 1.850.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 697. Cái này mà lau hết đi ấy, nhìn trông nó sáng và nó sạch, nó đẹp kinh khủng luôn. Vì mọi người phải nhìn ngoài cơ chứ nhìn trên video ấy, nhiều khi nó không được ngấy lắm đâu. Vì nó không phản ánh đúng được cái màu đẹp của nó ấy ạ. Mọi người cứ nhận hàng, các chị cứ kiểm tra hàng trước, do đó là mình sẽ thanh toán. Tiếp theo em sẽ lên cho cả nhà mình ở mã số 98, đó là một phiên bản của CK nhé, Calvin Klein. Cả và mẫu này thì em không có về hộp đâu, nó chỉ về nguyên có giấy tờ này, sổ này, đấy, với cả đồng hồ thôi. Dạ vâng, hơi tiếc nó là nếu mà nó có hộp nữa thì quá là ok đúng không ạ. Và đây là một cái mẫu CK mà chạy phun 6 kim và nó chạy chức năng Chrono Grab, chức năng bốn giờ thể thao. Đấy, đây là một cái thương hiệu mà nó nằm trong cái tập đoàn của Swatch Swiss. Hiện tại thì bây giờ tập đoàn Swatch Swiss nó cũng chỉ còn có 18 thương hiệu chủ thuật tập đoàn và phải trải qua gọi là các cái kỳ kiểm định rất là nghiêm ngặt đúng không ạ, để đạt được cái chứng chỉ Swiss Made thì có thể vẫn tồn tại ở trong cái tập đoàn Swatch Swiss được. Thì đây là một cái phiên bản CK mà được rất là nhiều các cái thị trường ưa chuộng, ví dụ như là thị trường ở Đông Nam Á này hay là Tây Âu này, người ta rất là thích với các mẫu CK vì là nhìn cái form của nó đẹp. Thứ hai nữa đó là mọi người hay nhớ đến là các cái ví dụ như về thời trang này, quần áo, giày dép, túi sách hàng hiệu đúng không ạ? Thì mọi người hay thấy là sẽ có những cái mẫu của CK, Calvin Klein. Nó có một lịch nhá, ở vị trí góc 4 giờ này. Đấy, bên trong chạy chức năng chronograph, thời gian đo tốc độ tối đa của nó sẽ là 60 phút. Đây là cái kim dây để mà mình xem giờ, còn cái kim dây to này này, nó là kim dây chronograph nhá. Toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chiếc thép không gỉ 316. Tuy nhiên mẫu này đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ mới còn rất là cao. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Để các anh chị có thể check theo, đó là CK Calvin Klein mã K2G271 là nó sẽ ra. Đấy, còn đây là dây à. Dây nhá, dây. Đấy, chốt khóa. Cái khóa này nó rất là hay. Đó là cái khóa này thì nó lại cái kiểu dạng như cái khóa nó giống như cái thắt lưng ấy. Em có hay gọi là kiểu dạng cái khóa bập bênh ấy. Thì khi mà mình luồn dây như thế này này. Đó, thì nó sẽ ôm vào. Đây, mình luồn cái mắt dây vào đây. Đấy, nó giống như cái thắt lưng của mình ấy. Mọi người thấy không? Nhìn cho nó rất là đẹp nhá. Rất là đẹp. Đấy, sau đó mình luồn cái đai đỉa vào thì nhìn cho nó rất là gọn. Và đây cũng là một cái dòng duy nhất mà em thấy nó có cái kiểu dạng như là cái khóa và bênh như thế ấy. Chỉ còn bình thường thì các cái dòng khác mà nó khóa của nó chỉ đến đây thôi này. Đó. Mẫu này em sẽ đo size mặt cho cả nhà mình nhá. Đó là size 42.8 ạ. Và càng của nó sẽ là 51.3. Mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu, mặt màu gray, màu xám. Ở bản này thì giấy tờ sổ thẻ đầy đủ, nhưng mà tiếc là về không về hộp thôi. Thì mẫu này em để cho cả nhà mình đó là 2.500.000. 2.500.000 và ở bản này sử dụng máy chuẩn của Thụy Sĩ, mã 698. Tiếp theo sang ở mã 699 ạ. 699 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Casio nhá. Đây là mẫu của Casio này. Ở cái bản Casio này là bản dòng Wayfarer. Bản em có về là full hộp mới nguyên zin đấy. Đấy, mới nguyên zin. Hộp nó rất là đẹp, rất là xịn luôn. Đấy, giấy tờ của nó nằm ở phía bên trong luôn rồi. Đây mọi người nhá, Casio Wayfarer này.
Đây, tang mát của nó có đầy đủ này. Món này thì như là nó sử dụng pin năng lượng hay sao đó mọi người ạ. Nhưng con này thì mới nguyên zin. Cái dòng Winchester này là nó giống như là của dòng radio control ấy, tức là nó cũng sẽ cập nhật theo giờ, theo sóng ấy ạ. Đấy, nó cũng sẽ tương tự như thế thôi, em không bóc hồi siêu để ra đấy nhá, vì nó còn nguyên này. Đối với bản này nhá, thì bộ kim này cọc số thì cũng sẽ có dạ quang sáng ở trên đĩa cần sạc kém này. Cái này như là có cả ưu cửa số lịch ở đây sao mọi người ạ. Nó có rất là nhiều nút bấm đây này. Đấy, thì cái này về cái dòng Winchester này thì mọi người cũng đều biết là nó sẽ cập nhật theo sóng đài radio ấy, ở Nhật này, Mỹ này, với cả ở Trung Quốc. Nhưng mà nói chung là ở Việt Nam mình thì mình sẽ thường là đa số là sẽ cập nhật theo giờ sóng đài radio của Trung đấy ạ. Đấy thì hiện tại là bây giờ là nó cũng vẫn đang chạy bình thường. Thì mọi người về thì các anh chị có thể là bấm để mà mình chỉnh theo về cái giờ hiện tại của mình giúp em nhé. Hoặc là lúc nào mà mình cần đến cái chức năng radio control, cập nhật sóng ấy cho các cái công việc của mọi người, mà để mà ví dụ mọi người hay đi du lịch hay đi phượt ấy, đấy thì nó sẽ gần, ví dụ như là đi sang bên Trung chơi chẳng hạn đúng không ạ, thì nó sẽ tự cập nhật theo cái giờ sóng của bên Trung luôn. Đấy thì như thế nó sẽ rất là tiện cho các công việc của mọi người. Đấy thì mọi người về các cái chức năng đấy thì các chị mọi người sẽ chỉnh giúp em. Thế còn đây là dây nhá, và đây là phần chốt khóa này, nó còn nguyên zin này. Đấy, mặt trước mặt sau. Đấy, nó đây đây này, nó sẽ có các cái phần, các cái tọa độ hay là các cái sóng gì gì ở đây ấy. Thì cái này thì mọi người về thì mọi người cũng tìm chỉnh giúp em nhé. Đây này, nó có một cái tìm bóc từ cái này ra. Đấy, đây mọi người thấy không ạ? Japan Mode này, Kenchina này. Đấy, thì bởi vì là do đó là Casio thì nó sẽ có một cái nhà máy sản xuất vỏ ở bên đấy luôn ấy. Đấy, sản xuất vỏ ở bên Trung, vì thế cho nên là nó sẽ ghi là Kenchina, còn đâu vẫn sẽ sử dụng theo đúng cái tiêu chuẩn công nghệ của Nhật, đó là kiểu của Casio. Đấy, dây chốt khóa nguyên zin, tag mác của nó có đầy đủ. Ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình giá là 1.800.000 nhé. Full hộp. Bản này thì mới nguyên zin luôn, size 37.4 và càng của nó sẽ là 45.8. Đấy, phong vuông cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Dạ vâng, bản này là 1.800.000. Đấy, mẫu đấy sẽ ở phiên bản mã 699. Sang ở phiên bản mã 700 nhé, mã 700. Mã 700 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mã hàng cuối cùng nhé. Dạ vâng, vì thời lượng video thì nó cũng khá là dài rồi, thì em sẽ lên nốt cho cả nhà mình với bản của Enzo Clover. Đây là một thương hiệu của Ý, và ở mẫu này thì nó có một cái thiết kế nó độc lạ hơn so với các bản khác. Đó là gì ạ? Đó là thiết kế núm của nó sẽ là núm trái, đúng không ạ? Left ground. Đấy, núm trái. Đây là mẫu pin 3 kim, một lịch ở vị trí góc 6 giờ. Ở phía bên trong này thì cọc số ấy, thì nó sẽ là cái cọc số kiểu dạng màu đỏ ấy ạ. Và nó có thiết kế đó là cái cọc số nổi. Đấy mọi người đúng không ạ? Cọc số nổi. Nó tạo hiệu ứng đường vân 3D, và toàn bộ phần viền vỏ thì được làm bằng chất thép. Đối với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi, nên cũng có xuất hiện một vài các vết xước nhẹ thôi, đúng không ạ? Xước lông mèo thôi, chứ nó cũng không lộ lắm. Vì do là em chiếu đèn vào thì mọi người mới thấy, chứ còn nếu mà để bình thường mà nhìn xa này này mình không thấy được đâu ạ. Đấy, đây là phần mặt trước nhé, và đây là phần mặt sau. Đấy, all stainless steel, đúng không ạ? Sử dụng máy Nhật Enzo Clover. Và dây này, dây da này, rất là đẹp. Đấy, Italian leather, tức là dây da của Ý luôn đấy ạ. Đấy, chốt khóa nguyên zin. Mẫu này thì dành cho mọi người mà size tay to ấy, đúng không ạ? Mọi người đeo tay nó sẽ ok hơn vì form nó to, size 44 nhá. Và càng của nó sẽ là càng 52. Đấy, đúng trái cho gọi là mọi người thuận về cái phía bên tay trái ấy. Đấy, rất là hay, rất là lạ. Với bản này thì em đã để cho cả nhà mình đó là 1.600.000 nhá, 1.600.000, và bản này sẽ là ở mã 700. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì mọi người mã 700 ạ. Các anh chị mọi người có yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì mọi người chốt đơn thì liên hệ đặt hàng theo số hotline của em, cũng là số Zalo. Đó là số 0858584Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian để theo dõi video này, và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo nhé. Mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh để liên tục cập nhật mã hàng mới bên em. Và vâng, em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Em chào mọi người ạ.